108 năm lịch sử, 8 nhà vô địch, những sắc màu Latin cùng hướng tới một chiếc cúp. Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ Copa America lần thứ 48 với phiên bản mở rộng. 14 sân vận động trên khắp nước Mỹ, màn trình diễn rực lửa của 16 đội bóng. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC hân hạnh mang tới sân khấu bóng đá đầy nghệ thuật. Toàn bộ 32 trận đấu được tường thuật trực tiếp từ 21 tháng 6 tới 15 tháng 7. Cùng dõi theo những bước chân ma thuật của Lionel Messi và dàn sao hàng đầu châu Mỹ trên xứ sở cờ hòa. Copa America 2024 trên VTC, hòa nhịp vũ điệu bóng đá đỉnh cao.